Mayaki Aito là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Nhật Bản. Cô được biết đến là một diễn viên thể loại CV nổi tiếng. Hiện tại, Mayaki Aito đang là cái tên vô cùng hot, được rất nhiều khán giả yêu mến và hâm mộ. Cô sinh ngày 30 tháng 11 năm 1997 và chính thức gia nhập vào ngành công nghiệp giải trí CV vào tháng 3 năm 2018 với tư cách là một nữ diễn viên độc quyền của hãng phim Kawai. Ngay tập phim đầu tiên ra mắt, cô đã nhanh chóng nhận được sự yêu mến cuồng nhiệt của các tín đồ đam mê thể loại CV khắp các nước châu Á. Mayaki Aito là một cô nàng xinh đẹp, sở hữu gương mặt đáng yêu và thân hình siêu nóng bỏng. Cô cao 1m60 và số đo ba vòng đáng ngưỡng mộ 88, 54 và 89. Thêm vào đó là những kỹ năng diễn xuất điêu luyện, những âm thanh hấp dẫn khi vào vai, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải thích thú. Trong suốt thời gian tham gia đóng phim của mình, Mayaki Aito đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá trong ngành công nghiệp CV. Cô được đề cử giải thưởng Nữ Diễn viên mới xinh đẹp nhất năm 2019, nhận giải thưởng Diễn viên xuất sắc nhất năm 2020 và đứng vị trí 37 trong bảng xếp hạng những nữ diễn viên gợi cảm nhất năm 2021. Ngoài ra, cô còn có một lượng fan hâm mộ đông đảo, không thua kém bất kỳ ngôi sao ca sĩ nào khác.